Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Nếu bạn thuộc những con giáp này thì ngày 17 tháng 12 âm lịch chính là ngày đại cát dành cho các bạn. Theo quan điểm tử vi, ngày hôm nay chính là ngày đem lại cho các bạn nhiều may mắn, thành công và tài lộc. Bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội quý giá trong công việc để từ đó được cấp trên đề bạt, cất nhắc, nâng đỡ lên một vị trí cao hơn. Và ngày hôm nay cũng thích hợp để các bạn bắt đầu một dự án hay một công việc mới. Đối với những con giáp này, ngày 17 tháng 12 âm lịch mở ra cho các bạn nhiều con đường mới, nhiều cơ hội để làm giàu, để gia tăng thu nhập cho dịp cuối năm. Các con giáp này hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé. Và đó là các con giáp Tý, Mão, Thìn, Ngọ, Tuất, Hợi. Tuổi Tý. Theo tử vi ngày 17 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp, chính quan soi đường, người tuổi Tý có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong hôm nay. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay. Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời có thể dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Bạn mệnh nhanh chóng phát hiện những nguy cơ và nhìn nhận những cơ hội cần nắm bắt. Vì thế, bạn giúp cả tập thể phát triển nhanh chóng. Tài lộc trong hôm nay ở mức bình ổn, dù phải chi tiêu khoản không nhỏ cho những ngày cuối năm, song may mắn mọi việc đều trong tầm kiểm soát và bạn cũng có nguồn thu nhập ổn định từ trước đó. Thủy sinh mộc cho thấy quan hệ tình cảm của bạn cũng phát triển rất tốt đẹp. Người còn độc thân chắc chắn gây ấn tượng mạnh với người khác nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Bạn có thể nhận được lời mời làm quen đến từ đồng nghiệp. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão, nhờ tam hội trợ giúp, người tuổi Mão có thể tìm ra hướng đi mới trong công việc vào ngày hôm nay. Những công việc tưởng chừng lối mòn cũng được giải quyết nhanh chóng và trở nên thú vị hơn nhiều. Bạn thổi một luồng gió mới cho tập thể của mình. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu đã xem xét kỹ càng mọi phương diện thì hãy dũng cảm làm theo kế hoạch, đừng chần chừ, do dự, kẻo bỏ lỡ cơ hội đáng quý. Đây quả là một may mắn với những người tuổi Mão khi chẳng những công việc và tài lộc hanh thông mà phương diện tình cảm cũng đón nhận nhiều tin vui. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, đào hoa trong ngày có dấu hiệu khoe sắc tích cực. Đây cũng là thời điểm nhân duyên nở rộ, mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện tình cảm, yêu đương nam nữ, hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, mộc vượng khuyên bạn dù tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức, kẻo đổ bệnh. Để may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Theo tử vi ngày 17 tháng 12 của 12 con giáp, thực thần nâng bước, người tuổi Thìn làm các công việc tự do, thu về một khoản bộn tiền trong hôm nay. Tất cả là nhờ bạn đã hoàn thành tốt theo hợp đồng đã ký kết. Hãy tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình. Như vậy bạn sẽ tự tạo được cơ hội để phát triển nhanh chóng trong tương lai. Khi bạn đã xây dựng được thương hiệu rồi thì không phải lo là không có khách ghé thăm. Mộc khắc thổ, đáng tiếc là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bản mệnh lại gặp nhiều xáo trộn. Mọi người thường mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau, khoảng cách thế hệ khiến mỗi người có một cách suy nghĩ khác biệt. Phương diện sức khỏe tuy không gặp vấn đề bất lợi nào đáng lo ngại, nhưng bạn vẫn cần chú ý ăn uống điều độ, hạn chế uống rượu bia, thường xuyên thức khuya cũng rất có hại cho thận và gan. Bên cạnh đó chú ý đi đứng cẩn trọng, lái xe an toàn, khi đã uống rượu là không lái xe, tránh xảy ra tai nạn bất ngờ, gặp họa huyết quang. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong hôm nay. Đối phương có thể chính là người thân trong gia đình hoặc bạn bè đã quen biết từ trước. Họ sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội phát triển, hợp tác vô cùng đáng quý. Từ đây có thể thấy tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ. Con giáp này hãy luôn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở, sẵn sàng giao tiếp với mọi người xung quanh. Khi có quan hệ rộng, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn. Địa chỉ bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, do đó bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm
vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau, nhờ vậy tài vận trong sáng rất đáng hứa hẹn. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Có thể bạn nhận được lời bày tỏ của người mình yêu mến đã lâu, quan hệ hai bạn đã có bước ngoặt quan trọng và sẽ ấm lên nhanh chóng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Xem tử vi 17 tháng 12 của 12 con giáp, thực thần nâng bước, người tuổi Tuất làm quen được với những khách hàng, đối tác triển vọng, khiến đồng tiền chảy vào túi ổn định hơn. Bạn đang dần tìm ra định hướng đúng đắn cho mình, bản tính cởi mở, chân thành cũng giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng các mối quan hệ. Có sẵn người sẵn sàng giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội quý giá. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dù cho hơi vất vả nhưng tương lai sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Bán hợp cục rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân trong ngày này. Trong quan hệ xã giao với đồng nghiệp, người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong quan hệ khách hàng, dễ dàng thuyết phục được đối tác. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần ngọ tuất của phong thủy gia cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi. Nhị hợp giúp người tuổi Hợi tìm ra hướng giải quyết rắc rối phù hợp. Bạn có cái nhìn cởi mở hơn về công việc, nhờ đó mà phát hiện ra những cách giải quyết khả thi mà trước nay chưa từng ngờ tới. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được một khoản tiền lời lãi kha khá. Những định hướng trước đó của bạn là đúng đắn, vì thế hãy tin tưởng hơn vào chính bản thân mình. Bạn có thể mở lối đi riêng và kiếm được bội thu hơn bây giờ rất nhiều. Xem tử vi ngày 17 tháng 12 âm lịch của 12 con giáp, xét về phương diện tình cảm, dần Hợi nhị hợp là điềm báo đào hoa khởi vượng, đường tình duyên của tuổi Hợi ngày càng rực rỡ, điều này đặc biệt tốt cho những người độc thân. Vận trình tình cảm thăng hoa, dù chưa có người thương thì bản mệnh cũng nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa nghĩ tới. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Lô Trung Hỏa, ngày thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân hình tị, hại tị, phá Hợi, tuyệt dậu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!